Mirai mới trông thật tuyệt vời và sẽ có phạm vi hoạt động hơn 400 dặm trên một bình hydro duy nhất. Mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu Hydro Mirai thế hệ thứ 2 của Toyota thể hiện một sự cải tiến đáng kể so với thế hệ đầu tiên, đặc biệt là về ngoại hình. Và mặc dù nó không phải là một chiếc xe phù hợp với mọi người trên khắp đất nước, lượng hydro vẫn còn là một vấn đề, nhưng đối với những người sống ở nơi có cơ sở hạ tầng hydro, nó là một chiếc xe khá hấp dẫn. Chỉ giá bao nhiêu? Vâng, theo một thông báo được đưa ra vào thứ năm của Toyota, chúng tôi biết rằng mẫu cơ sở Mirai SLE sẽ bắt đầu ở mức 50.525 đô la Mỹ, bao gồm cả điểm đến, nhưng không bao gồm bất kỳ loại trợ cấp hoặc tín dụng nào. Đó là một phần của sự thay đổi, nhưng thẻ giá đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Như với Mirai trước đó, Toyota sẽ trợ giá tới 15.000 đô la khi mua Hydro, có nghĩa là bạn sẽ được bay miễn phí trên chiếc xe chạy pin nhiên liệu trơn bóng kiểu dáng đẹp của mình trong một thời gian. Toyota cũng đang tung ra một kế hoạch bảo dưỡng Toyota Care mở rộng miễn phí với mỗi chiếc Mirai được bán ra. Điều này bao gồm các nhu cầu dịch vụ được thừa nhận là có giới hạn của bạn trong 3 năm hoặc 36.000 dặm. Đó là ưu tiên của bảo hành pin nhiên liệu EV kéo dài 8 năm. 100.000 dặm bao gồm hầu hết các thành phần pin nhiên liệu và hệ dẫn động điện của bạn. Nếu bạn cảm thấy ưa thích và muốn có được một chiếc Mirai đẹp hơn một chút, bạn có thể bước lên phiên bản Limited cao cấp nhất với giá 67.025 đô la Mỹ bao gồm cả điểm đến, và nếu bạn ném cho Toyota thêm 1.120 đô la Mỹ, họ sẽ cung cấp cho bạn một bộ bánh xe chrome 20 inch cho tối đa speed. SLE Mirai cơ sở sẽ có phạm vi hoạt động lên đến 402 dặm trên một bình hydro. Điều này khá tốt khi bạn xem xét phạm vi pin EV ở mức giá này và khi bạn thêm thời gian tiếp nhiên liệu nhanh hơn nhiều so với sạc. Toyota dự kiến Mirai 2022 mới sẽ có mặt tại các đại lý vào tháng 12 năm 2021. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.